Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm đường lái này mịn hơn Thì vì sao nó có răng cưới như thế này Vì kích thước nó quá nhỏ Đây này Bạn thấy nó Nó có Kích thước là 200 sáu 160 Quá nhỏ Và nó chỉ có 44kb thôi Thì bây giờ đấy là trang giấy A4 này Mình thử chen vào rồi so, bạn thấy kích thước của nó trên tờ A4 chỉ gọi như vậy thôi. Khi bạn in ra thì nó nhỏ vậy, bạn kéo ra thì nó không được chất lượng. Bây giờ mình muốn hình này lớn ra như thế này nhưng nhưng vẫn chất lượng. Thì mình làm như sau. Bạn vào image, image size. Sau so đó bạn chọn cho mình đây 300. À bạn cho đây khoảng 1.500 đi. Đó hồi này là chỉ có 200 thôi, mình tăng lên thêm 1.500. Rồi bạn chọn cho mình cả smooth này cho cái đường lái này là mình hơn đó ok cái đó bây giờ bạn này bạn thấy này chỗ này á nó không được đều lắm chỗ này hơi đầm chỗ này nhạt thì bàn vào đây cho mình filter blur gaussian blur đây là làm nhòe thì bạn kéo sao phù hợp thôi hơi nhiều này ít thôi đó Rồi bạn nhấn cho mình phím Antenet Control 2. Sau đó bạn chọn Select và chọn Invert Shift Control in ngắn để đảo ngược lại. Trước khi mình tô màu đen, mình sẽ cho vùng tròn này nhỏ lại tí. Select, Modify, Contract. Nhỏ lại không một thôi. Đó. Bạn nhấn cho mình phím Antenet Delete. Nó sẽ đen đều. Anh delete có nghĩa mình tốt một trên này control D bao vùng tròn Thì bạn thấy nó Nó mình nó này Nhưng mà cái nét này hơi to Bạn nhấn cho mình phím Ctrl L Image Adjustment Level Cái thân màu trắng này này Bạn kéo qua trái cái Thì chỗ nào á, Mà mau nó nhẹ á Nó mất luôn Đó Còn mà bên trái kéo qua phải chỗ mà chỗ thấy màu tuổi này này thì nó sẽ đâm lại đó thì bạn thấy nó sẽ chất lượng hơn rồi rồi ok thì bây giờ bạn có thể lưu lại sau ạ và đây uh, chim ok ngay, chim ok này giờ bạn thấy này Mình sẽ chèn vào đây play chim ok bạn nó lớn hơn nhiều này. Đó. Bạn có thể so sánh. Bây giờ mình xem nhé. Bên này là 200 x 168. 42 KB. Bên này gì? Lên 1 rưỡi nhân 1260 Bên này lên tầng là 254 kb đây là mình lên ít ngay lên nhiều vẫn được ngay đó thì nó lên gấp rất nhiều lần ngay rồi thì bây giờ mình có cái hình này khá chất lượng là bạn thấy không Trên nên là bị tùm lúm này hả đó dưới này thì nét rồi thì cái này tùy theo như cô anh em làm ngay anh em thích làm kiểu này được hoặc anh em có thể vẽ lại thằng nét tuyên em rồi anh em dùng những cái hình khác thế nên em có thể sử dụng cho những hình như thế này ví dụ bẻ tập tô màu đi thì quá trời hình này đúng không anh em có thể lấy một hình nào đó thử bất kỳ hình nào chất lượng sẵn thì anh em lấy về sai mà con chất lượng nó không tốt đó. thì à, anh em làm theo cách của mình hoặc vài lại đó như hình này bể nữa đó đúng không thì cái này á là giống như mình trồng chế Làm những như vậy Thì tùy theo như coi em muốn sử dụng hay không Rồi anh em nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ kênh của mình à, Xin cảm ơn anh em